quý vị và các bạn đến với bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Thưa quý vị, theo dự báo, không khí lạnh yếu sẽ ảnh hưởng đến miền Bắc nước ta vào ngày 8 cho đến ngày 9 tháng 5. Như vậy là khoảng 3 đến 4 ngày tới sẽ có một đợt không khí lạnh nhẹ ảnh hưởng. Do đó, tiết trời khá mát mẻ được duy trì trong phần lớn 10 ngày đầu tháng này. Không khí lạnh ở thời điểm này trong năm thường nhẹ, không tồn tại lâu, chỉ 1 đến 2 ngày và gây mưa. Vì vậy, trong những ngày tới, gần như toàn miền Bắc sẽ có mưa rải rác, có những nơi và những thời điểm thì sẽ có mưa to và dông. Còn tại khu vực Thừa Thiên Huế đang trong giai đoạn chuyển mùa, thường xuyên có sự tranh chấp của các khối khí có đặc điểm khác nhau. Khí quyển trở nên bất ổn định hơn nên mưa dông cũng xảy ra nhiều hơn. Trong một số trường hợp ổ dông có đối lưu phát triển mạnh tập trung ở khu vực phía Bắc Thừa Thiên Huế, thì ngoài việc gây ra mưa to, còn có thể kèm theo hiện tượng mưa đá, dông lốc, sấm sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ ngày mai toàn khu vực dao động ở mức từ 31 đến 32 độ, độ ẩm dao động từ 75 đến 81%. Trong thời gian này, các hoạt động ngoài trời diễn ra nhiều như du lịch, dã ngoại, đi tắm biển, tắm sông, tắm suối. Theo cảnh báo của Đài khí tượng Thủy văn tỉnh đưa ra, trong tháng 5, các hiện tượng thời tiết như nắng nóng và dông lốc sét, mưa đá, mưa lớn cục bộ sẽ xuất hiện nhiều hơn, tập trung vào buổi chiều và chiều tối, đặc biệt là trung du và vùng núi. Nguy cơ xảy ra lũ quét ven các sông suối nhỏ khi có mưa lớn cục bộ. Vì vậy, người dân nên chú ý chủ động phòng tránh. Còn bây giờ là phần nhiệt độ chi tiết ngày mai cho cả khu vực trên địa bàn tỉnh. Xin chào và hẹn gặp lại. Huyện Quảng Điền, Phong Điền và thị xã Hương Trà nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực thành phố Huế nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Huyện Phú Vang, Phú Lộc và thị xã Hương Thủy nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực huyện A Lưới nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Huyện Nam Đông nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Đảo Sơn Trà nhiệt độ từ 24 đến 32 độ.